Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một khu nhà lầu được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m về chiều dài căn nhà mình lên đến 15m, còn được chiều nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Nam, phố Chí Hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và chỗ này thì mình đang có 5-6 căn muốn giới thiệu đến khách hàng. Với cặp nhà phía bên trong thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại. Và cặp nhà phía ngoài thì được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Để khách hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình ở một trong những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm rộng lên đến 12m, lòng đường 6m, mỗi bên mình có vỉa hè 3m và khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Trong khu này thì Nhà đất Hoàng Tiến nó có 6 căn, phía bên trong này mình có 3 căn thì đã bán 2 căn cuối rồi, còn căn phía bên ngoài. Và phía đối diện thì mình có một căn nhà cũng thiết kế theo mẫu kiến trúc tân cổ điển rất là đẹp. Và chỉ với giá 5 tỷ 400 đến 5 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Và phía ngoài là trục đường chính đường Hà Huy Giáp. Trục đường chính Hà Huy Giáp thì cách căn nhà mình tầm cỡ khoảng độ 7 đến 80m thôi, thuận tiện hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng về một trong hai căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè cũng 3m để mình để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và phía bên trong sẽ là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và nếu gia đình mình có xe hơi thì mình để dưới khu vực dưới tầng trệt này, thì phòng khách mình sẽ dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực dưới tầng trệt để mình làm phòng khách. Và với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Trụ thang tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can thì mình được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Đối diện với cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu cũng được làm bằng chất liệu gỗ sồi, mình có thể trưng bày những chai rượu. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ cao lên kín tường, cũng như ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường, trang trí rất là đẹp. Và phía sau mình sẽ có khoảng sân và một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực gara để xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và riêng dãy nhà phía hướng Tây Nam này thì mình sẽ có khoảng sân ở phía sau để thuận tiện đến mình vui chơi hóng mát trồng cây ở phía sau căn nhà. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá hơn 5 tỷ thì khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong 5 căn nhà nằm tại khu vực này, chỉ với giá từ 5 tỷ 200 triệu đồng đến 5 tỷ 600 triệu đồng. Còn thương lượng, khách hàng có thể lựa chọn cho mình những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại trường Cao đẳng Điện lực cũng như là chợ Thạnh Xuân và Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân cũng như là phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà để đến với lại không gian phòng khách thứ hai căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có tầng lửng để gia đình mình có xe hơi mình để phía bên dưới, thì phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lửng. Phía ngoài không gian tầng lửng thì mình có những cái lam gỗ được các chị thiết kế trang trí rất là đẹp. Bên trong thì mình sẽ có một phòng khách rất là rộng và được các chị ốp gỗ xung quanh tường, và mình có những mảng tường được ốp nhựa cũng như ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Phía sau mình có một cái cửa sổ lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 5 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến nó hàng đi xem. Một khu nhà lầu đồng bộ vừa mới được xây dựng xong và đã bán được một số căn rồi, chỉ còn lại 6 căn thôi. Thì với
cặp nhà hiện đại, cặp nhà tân cổ điển, và còn hai căn thì một căn được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roma và một căn được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, để khách hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý. Và toàn bộ không gian phòng ngủ căn nhà mình thì cửa được làm bằng chất liệu gỗ cam xe. Bên trong thì mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Phía trước mình có cửa sổ mở ra bên ngoài, cũng như cửa đi ra ban công phía ngoài để gió và ánh sáng. Đây là căn nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Và không gian phòng ngủ căn nhà mình thì mỗi phòng ngủ của mình có một cái nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh rất là rộng và có vách ngăn tắm kính, hệ cống lavabo bàn cầu, vòi sen thuyền, vòi sen tắm massage. Và di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 thì mình cũng có cửa được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, rất là bền và rất là đẹp. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Mình có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và mình có một khoảng sân ở phía sau, khoảng sân rộng lên đến 3 mét, rất là rộng và rất là thoáng để mình có thể vui chơi hóng mát trồng cây. Và mình có thể phơi đồ ở khu vực ở dưới tầng trệt, rất là thuận tiện. Và đây là khu vực nhà vệ sinh, phòng ngủ số 2 căn nhà. Mình sẽ có 4 phòng ngủ được anh chị thiết kế na ná giống nhau, cho nên nhà đất Hoàng Tiến xin quay video sơ qua để khách hàng tham quan. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, mà chỉ cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng 5 phút đi xe gắn máy thôi. Và cách trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng độ 25 phút và cách sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ tầm cỡ khoảng 10-15 phút thôi. Mình có thể di chuyển từ trục đường Hà Huy Giáp để về trục đường Nguyễn Oanh, nối dài với trục đường Nguyễn Oanh để về trung tâm cũng như sân bay của thành phố Hồ Chí Minh, rất là gần. Với căn nhà được thiết kế có tới 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau, có gara để xe hơi, phòng khách riêng sử dụng rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà. Có 4 phòng ngủ là được thiết kế đá giống nhau, cho nên nhà rất Hoàng Tiến xin quay video sơ qua để khách hàng tham quan. Và chỉ với giá 5 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nhân dân liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến nó hàng đi xem một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Cũng như là trong này mình có 6 căn, có 3 cặp được thiết kế với 3 phong cách khác nhau, và chỉ với giá từ 5 tỷ 200 triệu đồng đến 5 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Đây là khu vực sân thượng căn nhà phía trước, bên trong mình sẽ có một cái phòng thờ, bên ngoài mình sẽ có khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Và mình sẽ quay lại cái khu vực phía bên dưới để khách hàng tham quan với con đường rất là rộng, khu nhà rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với lại không gian phòng giặt cũng như là sân phơi căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất. Và đây là khu vực sân thượng phía sau căn nhà cũng được anh chị thiết kế có khung bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn để mình phơi đồ ở phía sau. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.